Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh bán hàng của đồ gỗ Minh Nghệ bên em. Hôm nay cơ sở chúng em xin giới thiệu đến toàn thể quý anh chị khách hàng một bộ ba minh chọc làm trên chất liệu là gỗ hương nào. Hôm nay tiện thể em làm cho anh Giai tại thành phố Huế thì em lên giới thiệu cho toàn thể quý anh chị khách hàng xem luôn và thưởng lãm một bộ ba minh chọc này của em nhé. Hàng thì làm 100% bằng máy tàu đấy. Hàng cực đẹp, cực xuất sắc, thủ công mỹ nghệ nhưng mà làm không có sự gọi là sai lệch, chuẩn chỉnh 100%. Hàng làm hiện đại, máy tàu 100% các bác nhé. Mộng là mộng suốt, ván là 60-50. Đấy, ván minh chọc là 60-50, minh đế là 62-50. Đấy, bộ 3 món. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em qua số điện thoại 0865507206 nhé. Và số hàng thì giá thì bao toàn thị trường rồi. Hàng xưởng sản xuất, giá bao thị trường các bác nhá. Liên hệ đến em Khánh Vân Điệp. Đấy, bộ 3 món gồm 2 ghế đơn và một đôn kẹp giữa. Đấy. Anh chị có thể thấy này, hàng rất chi là đẹp. Đấy. Ván này em chọn hơi xước xước sần sần một chút cho anh Giai. Đấy. Mộng là mộng suốt này, mộng suốt hết này. Đấy. Rất chi là led, led nào ra led ý luôn. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ đến em Khánh Vân Điểm nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nha.